Ok, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ của Tuấn Anh Ô Tô Hải Phòng trong buổi chiều ngày hôm nay. Thì Tuấn Anh Ô Tô Hải Phòng trong buổi chiều ngày hôm nay xin giới thiệu đến cho quý vị và các bạn một mẫu xe vừa rẻ, vừa chất lượng. Đấy, giá thì còn lâu mới đến 100 triệu. Thì trước màn hình quý vị và các bạn đây, đó là một chiếc Fiat sản xuất 2003, máy 1.6. Đấy. Chiếc này em đang chào bán với giá tiền là 99 triệu đồng. Anh em nào đúng chân mẫu xe này thì có thể liên hệ cho mình qua số điện thoại 081 666 2386 để biết thêm thông tin chi tiết về chiếc xe này. Chiếc xe mang biển kiểm soát 29A77086 này. Khi nói về dòng này thì đây là một thương hiệu của Ý, dòng Fiat này chạy rất là chất. Đấy. Rất là đẹp. Con này chạy máy rất là khỏe. Keo chỉ của nó cam kết cho anh em xe không đâm đụng, không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ zin cả xe. Hiếm khi mà kiếm được một chiếc Fiat từ những năm 2003 mà còn keo chỉ còn zin cả xe như này. Còn đâu nước sơn của chiếc xe thì nói chung là theo thời gian thì nó cũng có một số chỗ gọi là chảy xước rồi là lổ theo thời gian, nhưng cái đấy thì nó là vẻ bề ngoài. Chỉ với 99 triệu đồng anh em đã có một mẫu xe Fiat 5 chỗ biển 29 77086 chạy quá là lành, dòng này chạy rất là lành anh em nhé. Đấy, anh em nào mua về tập lái hay là đi công trường công chức thì đây là một mẫu xe khá là lý tưởng cho anh em. Đấy. Để mà nói 99 triệu đồng anh em chỉ mua được những chiếc Spark từ những năm 2008 cho đến năm 2009, nhưng mà chất lượng xe thì không thể bằng một chiếc Fiat thương hiệu Ý này được. Vì đây là một mẫu xe sedan 5 chỗ cho anh em, chạy rất là chất, anh em nào có thể đến có thể là trải nghiệm chiếc xe này. Đấy. Keo chỉ của chiếc xe cam kết cho anh em là zin cả xe luôn. Bốn kính điện. Đấy. Anh em nhìn thấy ạ, từ những năm 2003 nhưng mà cửa đóng này. Rất là nhẹ nhàng. Đúng không ạ? Nội thất của chiếc xe thì cũng khá là ok. Nói chung về giá tiền chưa đến 100 triệu đồng thì đây là một mẫu xe rất là ok cho anh em. Anh em nào đúng chân thì có thể liên hệ cho mình qua số điện thoại 081 666 2386, và đấy cũng là số Zalo của mình. Lâu lắm rồi anh em mới bắt được một chiếc xe Fiat mà thương hiệu của Ý mà còn chất như thế này. Đấy, kích thước nốt dự phòng còn nguyên cho anh em. Bây giờ mình sẽ đi vào cái phần nội thất bên trong của chiếc xe này để biết thêm một số chỗ nữa. Đấy, anh em nhìn thấy cái bô lăng cổ số của chiếc xe này. Từ những năm 2003 mà giữ được những chiếc bô lăng mà còn quá là ok như thế này thì là anh em phải nói là khó mà kiếm được một chiếc xe như thế này luôn. Đấy, điều hòa rất là mát. Con này chạy rất là chắc anh em nhé. Mình vừa chạy thử rồi, chạy rất là chất và chắc luôn. Đấy. Để cái ăn ngay cho anh em. Đấy, anh em nhìn này, cái cổ số này. Rồi từ những cái bô lăng mà còn từ năm 2003 mà còn giữ được độ sần như thế này thì là quá là ok. Xe chạy đúng 17 vạn. Đấy, đấy là một cái điều đặc biệt của dòng Fiat này. Chạy rất là chất anh em nhé. Trần này, trần nỉ nguyên bản này. Ghế nội thất da rất là ok. Âm thanh thì rất là sống động nhé. Để mà nói mà chỉ có 100 triệu đồng, chia đến 100 triệu đồng, 99 triệu đồng. Gương kính chỉnh điện toàn bộ chỉnh bằng điện hết nhé. Anh em đã có một mẫu xe mà để mà nói chạy thì quá là ok rồi. Chưa nói gì là tất cả mọi chức năng nó đều như thế này mà xe chạy quá ít luôn. Âm thanh rất là sống động anh em nhé. Anh em nào mua mẫu xe này về tập lái hay là như nào thì là quá là ok rồi. Điều hòa rất là mát.
Bây giờ mình sẽ mở cái phần khoang máy lên để cho anh em cùng xem cái chất máy của chiếc xe này, xem nó như thế nào, được không ạ? Bây giờ mình vẫn bật điều hòa. Đây anh em nhìn thấy này, từ những cái ốc cánh cửa này đã còn dập khuôn của nhà sản xuất này. Keo chỉ còn zin nguyên, không mất một phân nào, lốp nát còn rất là mới. Đấy anh em nhìn thấy ạ, từ những cái đầu răng đầu rước này của chiếc xe vẫn còn nguyên. Cam kết cho anh em xe không đâm đụng, không tai nạn và không ngập nước. Máy móc của nó rất là chất anh em nhé. Để mình đã tiền 99 triệu đồng thôi. Xe vẫn đang đóng điều hòa. Đấy thì mình có quay qua cho anh em về chiếc Fiat sản xuất 2003, máy 1.6 và đang được chào bán tại ô tô Cú Tuấn Anh Hải Phòng với giá tiền là 99 triệu đồng. Anh em nào có nhu cầu thì có thể liên hệ cho mình qua số điện thoại 0816662386 để biết thêm thông tin chi tiết về chiếc này. Vâng, xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.